niệm 55 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 2 năm 2023. Đây là danh hiệu cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình cống hiến, công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Tôi xin nguyện suốt đời phấn đấu hy sinh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, ra sức tu dưỡng rèn luyện, cố gắng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như lời của một bài hát, nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương, nếu là chim, hãy là chim bồ câu trắng, nếu là đá, hãy là đá kim cương, nếu là người, hãy là người cộng sản. 23 tuổi, khi là sinh viên năm thứ tư đại học, đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sau này trải qua nhiều vị trí công tác, nhưng ở đâu, khi nào và dù giữ bất kỳ chức vụ gì, thì tinh thần, khí chất của một người đảng viên cộng sản chân chính ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng vẫn luôn tỏa sáng. 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, với 7 nhiệm kỳ tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng, 6 nhiệm kỳ tham gia Bộ Chính trị, là Tổng Bí thư từ nhiệm kỳ Đại hội 11 của Đảng đến nay. Nhưng ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng, ai cũng thấy hình ảnh của một con người bình dị, khiêm tốn, mẫu mực và chân thành, dĩ công vi thượng, đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân, của Đảng lên trên hết, trước hết. Vào Đảng thì chúng ta đảng viên nào cũng cam kết, có lời thề với Đảng là toàn tâm, toàn ý phục vụ Đảng, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc, đất nước trên hết. Một người từ lúc tốt nghiệp đại học đến lúc ra đi bây giờ, tôi cho cuộc đời nó lóe sáng lên là vì toàn tâm toàn ý của Đảng, không tự hào một cái gì cho cá nhân cả. Cái điều vĩ đại nhất của ông là chỗ này. Ông là một tấm gương về liêm khiết và chính trực, tấm gương thể hiện cái liêm và chống bất liêm, và thể hiện cái đức tính chính và chống bất chính. Theo ông ấy thì đối với con người ấy là cái danh dự là quan trọng nhất, là điều thiêng liêng, là điều quý giá nhất. Không phải chỉ là lời nói, mà Tổng Bí thư chính là việc làm. Bằng những cái việc nhỏ hoặc là việc lớn thì đều thể hiện là một cái tấm lòng vì nước, vì dân. Điều tạo sức hút, sức lan tỏa và niềm tin đặc biệt của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân ta với người đảng viên cộng sản này không chỉ bởi tầm cao trí tuệ, mà còn thuyết phục hơn ở lý tưởng cống hiến và nhân cách sống. Rất nhiều người đã từng được tiếp xúc với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đều phải khẳng định một điều, đấy là một con người bình dị, đấy là một tấm gương để chính mình học tập, và đặc biệt là tác phong nói đi đôi với làm. Niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ là bởi những thành tựu đạt được của đất nước, là đời sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Và niềm tin ấy còn được củng cố và tăng cường hơn bởi chính tấm gương của người đảng viên cộng sản chân chính. Khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Nguyện suốt đời phấn đấu hy sinh, tuyệt đối trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của Đảng, ra sức tu dưỡng rèn luyện, cố gắng học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Như lời của một bài hát, nếu là hoa, hãy là hoa hướng dương, nếu là chim, hãy là chim bồ câu trắng, nếu là đá, hãy là đá kim cương, nếu là người, hãy là người cộng sản. Tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, với 7 nhiệm kỳ tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng, 6 nhiệm kỳ tham gia Bộ Chính trị, là Tổng Bí thư từ nhiệm kỳ Đại hội 11 của Đảng đến nay. Nhưng ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng, ai cũng thấy hình ảnh của một con người bình dị, khiêm tốn, mẫu mực và chân thành, dĩ công vi thượng, đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân, của Đảng lên trên hết, trước hết. Đồ tạo sức hút, sức lan tỏa và niềm tin đặc biệt của đông đảo cán bộ đảng viên và nhân dân ta với người đảng viên cộng sản này không chỉ bởi tầm cao trí tuệ, mà còn thuyết phục hơn ở lý tưởng cống hiến và nhân cách sống.
bởi chính tấm gương của người đảng viên cộng sản. Khi nhắm mắt xuôi tay, ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho nhân dân.